Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6 tháng 1 cảnh báo những người không chịu tiêm phòng COVID-19 sẽ bị bắt giữ nếu bất tuân lệnh ở nhà. Tổng thống Duterte cho biết ông đang yêu cầu giới lãnh đạo cộng đồng tìm kiếm những người chưa tiêm phòng và đảm bảo rằng họ không ra đường. Ông chủ điện Malacanã khẳng định nếu những người không tiêm phòng bất tuân lệnh ở nhà, họ có thể bị bắt giữ. Thông báo trên được Tổng thống Duterte công bố trong bối cảnh Philippines ghi nhận 17.220 ca nhiễm mới vào ngày 6 tháng 1, mức tăng cao chưa từng thấy kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Theo Bộ Y tế Philippines, trong số này có những ca nhiễm liên quan đến biến thể Omicron. Philippines đến giờ đã phát hiện tổng cộng 43 trường hợp nhiễm biến thể Omicron cả nhập cảnh lẫn trong nước, buộc chính phủ nước này thắt chặt các biện pháp hạn chế. Tổng thống Duterte nhấn mạnh ông chịu trách nhiệm cho sức khỏe và tính mạng của mọi công dân Philippines. Đến cuối năm ngoái, theo Reuters, Philippines đã tiêm phòng đầy đủ cho 45% trong tổng số 110 triệu công dân của họ. Trong khuôn khổ của các quy tắc phòng chống dịch bệnh hiện hành, những người chưa tiêm phòng ở vùng thủ đô Manila có thể ra khỏi nhà khi có lý do chính đáng. Tổng thống Duterte từng đe dọa tiêm Ivermectin, một loại thuốc chống ký sinh trùng được sử dụng rộng rãi cho điều trị động vật, hoặc bỏ tù những người không chịu tiêm phòng vaccine COVID-19.